Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, như video mấy hôm trước tôi cũng đã đăng lên là tôi vừa mới mua được một chiếc xe Mitsubishi Attra phiên bản CVT sản xuất năm 2020 nhé, lăn bánh đúng 3.2 km bạn ạ. Đấy, chiếc xe rất là đẹp mà chúng tôi mua được ở tại khu đô thị Eco Park. Đấy, hôm trước tôi có đăng video này rồi. Đây là trong cái lúc mà tôi vừa mới đi mua được là tôi bắt đầu di chuyển từ khu Eco Park để về cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển đấy ạ. Tôi có quay lại video từ lúc mua cho đến lúc di chuyển về. Và trong video tôi cũng đã nói là tôi sẽ đem về và tôi dọn dẹp sạch sẽ chiếc xe này đi. Và tôi sẽ làm video để giới thiệu lên cho quý vị và các bạn. Đấy, thì bây giờ đang chạy ở trên đường khu đô thị Eco Park để trở về số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe Mitsubishi Attra sản xuất năm 2020 phiên bản CVT chạy đúng 3.2 km. Và chiếc xe này là mua được của một chị công chức nhà nước đi làm cho nên là không chạy dịch vụ, rất là đẹp. Đấy, nhưng có điều vừa mới đem về đến cửa hàng tôi thì đã có hai thanh niên này thì cũng gọi cho tôi muốn mua xe Attra từ sáng. Đấy, nhưng mà gọi chiếc xe màu đỏ nhưng mà đến nơi là gặp đúng chiếc xe tôi vừa mới mua về. Đấy, hai thanh niên xem rất là kỹ và bắt đầu làm việc giá cả, viết giấy đặt cọc các bạn nhé. Đấy, hai thanh niên rất ưng mua được chiếc xe đẹp và đã đặt cọc cho tôi 20 triệu và hẹn rút hồ sơ. Chúng tôi rút hồ sơ xong thì sẽ đến lấy. Đấy, và hôm nay là ngày cũng sau một tuần thì chúng tôi cũng đã rút hồ sơ xong được rồi ạ. Đấy, đầy đủ giấy tờ để tôi bàn giao chiếc xe này cho hai thanh niên. Hai thanh niên này thì đến từ huyện Kim Sơn, Ninh Bình các bạn nhé. Đấy, hai thanh niên rất là vui mừng và rất là may mắn đã mua được một chiếc xe mà nó nguyên bản, đẹp nhưng nó lại còn nguyên bản các bạn nhé. Và mua xe của một chủ xe công chức nhà nước chúng tôi vừa mua về. Đấy, cho nên là đồng chí đến xem cái là ưng luôn, chốt luôn các bạn ạ. Hôm nay thì lại cũng là đúng một tuần sau là chúng tôi vừa mới rút hồ sơ xong và cũng là cái ngày đẹp trời cho nên là hai thanh niên này đã từ Ninh Bình lên để lấy chiếc xe này, bây giờ đi về Ninh Bình các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe Mitsubishi Attra sản xuất năm 2020 đấy ạ. Đấy, và cảm ơn hai thanh niên rất là nhiều đã từ Ninh Bình lên để mua chiếc xe này ủng hộ chúng tôi ạ. Cảm ơn hai thanh niên và chúc hai thanh niên vạn dặm bình an. Đấy, và làm ăn gặp nhiều may mắn nhé. Và quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua xe ô tô thì cũng qua cửa hàng chúng tôi để ủng hộ chúng tôi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.